của Minh Châu. Anh chung bạn với Thạch Đen nha Thức. Anh xác định là thua 3 trận nha, mỗi trận 2-0. Ok anh Thương nha. Em chung bảng với Thạch Đen Thanh Đông nữa anh Hiệp ơi. Hai ngày đều vào cái bảng là cực kỳ khó chịu. Trận đầu thua 2-0 là xác suất khả năng làm khán giả là 99%. Tin Chợ Gạo thắng một trận 2-0 rồi anh Linh ơi. Thắng trận đầu thắng đội Di An 2-0. Nhiều người đen lắm anh Quang Trưởng ơi. Có trận đấu trong á, có ghi trong á. Phải thật. Anh cứ bắt đi, một mình anh cứ bắt anh quyết định đi gì đâu. Cãi cãi thì nói gì sao đâu. Hôm qua điểm em nó không lực nữa đâu. Cái thấp chín nó có giá bắt. Ghế hồi cao quá nhiều, chờ nhìn xuống khó nhìn. Thạch Đen 2-0 anh Chiến ơi. Thạch Đen Thanh Đông 2-0 rồi.
Bước 1 tốt. Bước 1 không dứt. Điểm 1-0 cho đội chủ nhà. Phát không lỗi, điểm 1 đều cho tên Biên Hòa. Điểm 2-1. Cắt bóng tốt, điểm 2 đều cho đội chủ nhà. Điểm 2 đều cho đội chủ nhà. Tập bóng tốt, điểm 3-2 cho tên Biên Hòa. Chắn bóng tốt, điểm 3 đều. Bức tường hả Đạt? Và chắn bóng tốt của Minh Râu. Điểm 3 đều. Đập bóng tốt đến từ Di 2-1, điểm 4-3. Đập bóng tốt, điểm đều. Bước 1 tốt, chắn bóng ra ngoài, điểm 4-3 cho Biên Hòa. 4-3 cho team Đặng Hồ Sinh. Bóng tốt, đỉnh 6 bóng Biên Hòa. Bên Râu điểm 5 bắt cái lợi. Một gặp bốn tắc lý của Đạt Thọc Trinh điểm 7-5. Điểm 6-7 cho tên chủ nhà. Minh Râu vượt 3-30 lận.
và lại bóng trên trắng bên mình rồi. Điểm trực tiếp, điểm phải đều. Đá đập bóng quá tốt, điểm 8-7. Tám điều và phạt bóng trên trắng bên râu. Đợi phạt bóng chúng ta. Phạt bóng tốt, điểm 9 điều. Đã gặp trên không quá đẹp mắt, điểm 11-9. Điểm 11-9 cho team Đạt học sinh. Đội phát bóng 10-11 cho đội chủ nhà. Một pha tấn công của đội học sinh đầy với lực điểm 12-10. Em có đánh em đánh chừng sau anh Lợi ơi. Một pha đánh một điểm 13-10. Ngoài điểm 13-11 à. Đập bóng 14-11.
phát bóng ra ngoài ở điểm 12-14. Đập bóng tốt điểm 15-12. Hỏi phát bóng từ 3-5. Cái này mọc trên trang lên đây. Ôi! Ở đây là cái cô dây!